Sáng ngày 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xuyên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn thành phố. Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, tháng hành động diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 là điểm nhấn nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn thành phố. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và về sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố Long Xuyên đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tầng lớp phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. 100% số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình. 100% trường hợp nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về được tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ theo đúng các quy định của pháp luật. Thành phố cũng đã tổ chức lễ ra mắt kết nối những tấm lòng vàng tham gia chương trình Mẹ đỡ đầu để hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng 21 trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 55 triệu đồng. Ngay sau buổi lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên đã diễu hành trên các trục đường chính của thành phố nhằm khởi động chiến dịch truyền thông, thu hút sự quan tâm đề cao, vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.